chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, là một trong những chương trình về đào tạo, đó là được một chương trình đào tạo để giúp cho các bạn để thay đổi đó, cái việc mà các bạn ra quyết định phải nhận, và cũng như là một trong cái bài học để giúp ra khi mà các bạn thực hiện cái bài học này của chương trình về đào tạo. Đây đây là một con đường từ địa điểm bên này sang bên kia, bên đây sang bên kia khoảng trong vòng khoảng là 1 phút rưỡi đến 2 phút để các bạn từ bên này bước sang bên kia, để có thể là để biến các bạn từ một con người bình thường thành một con người phi thường. Bao nhiêu các bạn làm quyết định là từ di chuyển từ bên đây sang bên kia. Vâng ạ, đây là một trong những chương trình mà để cho các bạn để thay đổi về bứt phá con người của ngoại hạng của bạn. Thì đây một chương trình quốc tế, đó là cho Global đó tổ chức, là những diễn giả hàng đầu số 1 thế giới đã huấn luyện và đào tạo và thay đổi hàng nghìn, hàng triệu con người ở trên thế giới này. Đây một điều rất tuyệt vời. Và bao nhiêu các bạn để xem cái video này và bao nhiêu các bạn đã từng học cái chương trình về đào tạo này, thì các bạn đã ra quyết định bứt phá khỏi bản thân của mình. Và các bạn bao nhiêu các bạn đã thực hiện cuộc đời của mình và đã vận hành cuộc đời của mình, và các bạn đã từng bứt phá lên chưa, hay là các bạn học các chương trình xong các bạn vẫn ở yên ở vị trí đấy và các bạn chưa có điều gì là bứt phá, thì đây là một trong trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và nếu như các bạn nào đó muốn tìm hiểu về cái chương trình về đào tạo đặc biệt này đó của những tỷ phú trên thế giới sẽ giúp cho các bạn để thay đổi cuộc sống, thì đây trong chương trình Global này sẽ giúp cho các bạn để khai phá cái con người ngoại hạng bên trong của bạn. Và Huy là một trong những người sẽ trải nghiệm tất cả cái chương trình về đào tạo của Global, sẽ khai phá con người Văn Huy. Và Huy sẽ là một trong người sẽ trải nghiệm chính trong cuộc trải nghiệm này. Từ đây cho mình chứng minh các bạn thấy rằng ấy, chúng ta sẽ làm được, hiểu chưa? Một trải nghiệm rất tuyệt vời để giúp cho các bạn, đúng không nào? Và bao nhiêu bạn đã quyết định cuộc này, hãy like, share, comment bên dưới là tôi thích điều này ạ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Để mình bứt phá từ những người bình thường trở thành những người phi thường chưa? Bao nhiêu các bạn đã quyết định, hãy like, share, comment bên dưới ạ. Giờ vẫn còn đang một số cái cản trở là việc mình dám bước cái con đường của mình để thay đổi cuộc đời của mình từ con người bình thường mà chưa làm một cái việc mà làm như bây giờ, nghĩa là năn người từ bên đèn đỏ bên này sang đèn đỏ bên kia, đúng không ạ? Bao nhiêu các bạn đã thực hiện được cái quá trình này ạ, đúng không ạ? Và Huy hiện tại Huy cũng đang từ sang bên kia, Huy cảm thấy rất là run để mình bứt phá làm một người bình thường trở thành người phi thường thế nào, và mình sẽ không biết mình có cảm nhận như nào mà khi mà một người bình thường mà lăn từ bên này sang bên kia không ạ? Bao nhiêu các bạn đã từng làm như việc như vậy chưa? Nếu như các bạn đi bộ ấy thì thực ra ấy nó rất là bình thường, vừa đi bộ từ bên đường bên này sang được bên kia, vừa hát thì bình thường rồi, đúng không nào? Nhưng bây giờ mình lại không đi mà mình lại lăn, đúng không ạ? Mình lăn từ bên này sang bên kia. Đấy, đây là sự trải nghiệm rất đặc biệt để giúp khai phá con người của ngoại hạng với bạn. Thì bao nhiêu bạn ra quyết định là cùng với Huy để là bứt phá cái con người ngoại hạng của mình ạ, để là bứt phá sang bên kia. Đây là một trong khoảng cái khoảng mà rất là dài để Huy có thể lăn sang bên kia được. Đấy, thì bao nhiêu các bạn là thấy thực hiện được quá trình này, và bao nhiêu các bạn đã thực hiện được quá trình này rồi ạ? Đây là một Hà Nội, khu vực Xã Đàm là một trong những thành phố mà rất là đông đúc, xe cộ đi lại và đèn rất là sáng, đúng không ạ? Như ban ngày luôn, đúng không ạ? Chứ không phải là thực hiện cái quá trình mà trải qua cái quãng đường đấy mà không có người, đúng không ạ? Và đây là một trong quãng đường rất là đông dân ở khu vực này, đúng không ạ? Và đây là một trong trải nghiệm cũng làm cho bao nhiêu người đó nào dám cản trở bản thân của mình, đúng nào, để bứt phá cái việc mà mình di chuyển từ bên này sang bên kia sẽ giúp cho các bạn có một cái điều gì đấy ở đây,
Và Huy thực sự đây là một trong trải nghiệm đầu tiên mà Huy thực hiện cái quá trình này đấy. Và Huy rất là cần cái sự ủng hộ của các bạn. Và bao nhiêu bạn thấy rằng nếu như một người bình thường đi bộ ấy thì bình thường rồi, nhưng nếu như lăn từ bên này sang lăn từ bên này sang đường bên kia ấy, và đấy phải là cái điều các bạn dễ dàng thực hiện không ạ? Hãy like, share, comment xuống dưới và hãy cho Huy nhiều cái động lực hơn nữa để Huy thực hiện có trên ngày nào. Các bạn hãy cho thêm nhiều dấu cộng và thêm nhiều điểm 10, đúng không ạ? Cho rất là nhiều dấu cộng nữa để Huy có thể thực hiện quá trình này. Thế nào? Đây là một trong quá trình rất là đặc biệt, và đây là một trong những cái chương trình huấn luyện đặc biệt. Và cũng là chỉ khi là mình đã thực hiện những quá trình mà cũng như bài thực hành của những người đã từng trải, và những người nào đó cho mình những cái bài học để giúp mình thay đổi. Và một điều rất là tình cờ là gì ạ? Bất ngờ là cái việc mà bạn dám la quyết định hay không. Thế em nói rằng nếu như ở bên đường bên kia ấy, nếu như bạn năn, nếu bạn nói cái việc mà bạn dám la quyết định là gì ạ? Năn từ đường bên này sang đường bên kia ấy, thì bạn sẽ được cái sự trải nghiệm là họ sẽ cho bạn là 100.000 đô la Mỹ từ đường 2 tỷ sang đường ở bên kia ấy. Khi mà bạn lăn bên kia ấy thì không bằng cách này hay bằng cách khác bạn sẽ lăn qua, đúng không ạ? Nhưng đây là một chương trình đào tạo mà bạn tự trải nghiệm cái việc của mình ra quyết định để là thể hiện của mình có bây giờ bứt phá chính con người mình không, không dựa vào cái việc mà bạn sam kia được cái gì, mà cái việc của bạn học tập để bạn trải nghiệm nó, để bạn dám thay đổi mình, đúng không ạ? Để thực hiện nó như nào, đúng không nào? Và Huy cũng nói rất là nhiều rồi, đúng không nào? Và Huy dám chuẩn bị là sẽ làm quyết định là thực hiện cái việc như thế này. Huy nói có vẻ hơi nhiều rồi, đúng không ạ? Và bao nhiêu anh chị là thấy đây một điều trải nghiệm ở trong cuộc đời của bạn, làm bứt phá con người bên trong của bạn nè. Và bây giờ chỉ còn khoảng 10 giây nữa thôi Huy sẽ thực hiện cái quá trình trải nghiệm này, đúng không nào? Đây hiện tại cũng còn hai cái xe đang cản trở mình ở đây nữa cơ. Thế nào? Là mình sẽ thực hiện nó, đúng không? Thực hiện và trải nghiệm nó. Ở đây còn rất là nhiều cái ô tô ở đây. Có vẻ là chưa dễ để chúng ta có thể là nhìn thấy cái quá trình mà Huy thực hiện, đúng không ạ? Vậy thì cái quá trình đây là một trong quá trình thực hiện rất là dài, đúng không nào? Đối với lại một số người khác có thể là chỉ trong vòng 1 phút đến 2 phút thôi, nhưng nó đã làm cho các bạn thể hiện dài và chờ đợi và cản trở các bạn đến 5 phút, 20 phút hay là 1 tiếng, đúng không nào? Nhưng nếu như mà bạn ấy đi một cái quãng đường ấy, mà nếu như bạn nhìn thấy rằng ở đấy nó rất là bằng phẳng ấy, đó thì các bạn đi rất là nhanh, đúng không nào? Nhưng nếu bạn làm một cái gì đấy mà điều khác thường và không bình thường ấy, nó sẽ cảm thấy, bạn cảm thấy là đấy là một trong những chặng đường rất là dài, đúng không nào? Nếu đi từ một điểm A đến một điểm B ấy, thì rất là bình thường, nhưng nếu như mà bạn vượt mức điểm C phẩy thì đấy là một trong cái quãng thời gian không biết là cái địa điểm mình đến là đâu, đúng không? Nếu như cho các bạn biết được là cái địa điểm bạn đến rồi ấy, đúng nào, thì bạn biết được là thời gian nào bạn sẽ đến điểm đó. Nhưng nếu như mà ấy, cho bạn một cái địa điểm mà chưa có một cái nơi để bạn dừng chân ấy, đấy là một trong những cái bạn không biết đi về đâu, đúng không ạ? Đúng nào? Và nếu như mà có người đã trải nghiệm và đã thành công rồi, họ đã đi đến cái con đường thành công của mình rồi và có đích đến rồi, và chúng ta chỉ cần làm việc làm và đi theo thôi, đúng không? Ok, bao nhiêu bạn thấy rằng đây là một trong khoảng thời gian rất tuyệt vời ạ? Vậy bao nhiêu bạn đã sẵn sàng chưa? Wow, đã 9 phút đã trải qua rồi, và Huy sẽ trải nghiệm qua cái con đường này để thực hiện cái quá trình mà Huy đã làm quyết định thế nào. Và đây là một cái quãng đường để là lưu thông rất là nhiều cái
cái vòng xuyến cũng như là đèn xanh đèn đỏ liên tục diễn ra. Đó, nó không gần như là cái việc mà giao thông nó không được gọi là thuận lợi hay là đi đúng cái này cái đường giao thông hiện tại bây giờ. Đây là cái việc mà chúng ta thực hiện nó làm càng làm cản trở cho cái việc Huy di chuyển cũng như là thực hiện cái bài tập để mình thực hiện hóa cái bài tập mà chúng ta đã đưa ra thế nào. Và đây là một trong cái con đường người trong kia rất là nguy hiểm khi mà mình thực hiện cái quá trình mà đi bộ thì bình thường, nhưng mà nếu như chúng ta ấy mà đi lăn qua đường ấy thì đây là một trong cái chưa dễ dàng với lại một số các thành viên thế nào. Wow, bao nhiêu bạn đã ở Việt Nam khi mà học chương trình GoPro xong là các bạn đã thực hiện cái quá trình mà lăn qua đường chưa? Đó. Và ở đây là khu vực Hà Nội là một trong quá trình mà trải nghiệm rất là đặc biệt ở trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện hóa cái việc mà chúng ta làm. Và bây giờ Huy sẽ xong, Huy sẽ thực hiện hóa cái điều mà Huy chưa bao giờ từng làm. Và các bạn hãy xem để Huy thực hiện cái quá trình từ cái này sang cái kia. Đó. Ở bên đây thì đường xá đây, nếu như mà cái cản trở về cái xe cộ này thì Huy càng chưa dễ để lăn qua. Nhưng mà dù bằng bất kể một điều này hay điều khác nữa thì Huy vẫn là quyết định để đi từ đây sang kia để thực hiện cái việc mà bài tập của chúng ta thế nào. Bao nhiêu bạn thấy rằng đây là một điều không tưởng ạ? Đúng nào? Đó. Và đây là một trải nghiệm rất đặc biệt. Và khi mà chúng ta thực hiện được cái điều như thế này thì chúng ta sẽ ăn mừng với cái việc mà chúng ta đã làm được, đúng không nào? Ăn mừng điên cuồng, đúng không? Và đây, sắp tới đây sẽ còn khoảng 30 phút nữa, 30... khoảng 1 phút nữa thì Huy sẽ thực hiện cái quá trình trải nghiệm của cái việc chương trình về đào tạo này để cho các bạn thấy rằng ở đây chúng ta học, chúng ta sẽ trải nghiệm, đúng không ạ? Nếu như một cái mà chúng ta học và trải nghiệm nó thì chúng ta sẽ bứt phá nó thôi. Nhưng bao nhiêu các bạn đã thực hiện nó rồi? Nếu như các bạn chưa thực hiện nó thì hãy thử làm một lần để trải nghiệm với cuộc đời của mình. Đó. Và cái việc như kiểu là bạn muốn đạt cái điều gì đấy nó chưa dễ dàng đối với bạn, đó là một mục tiêu rất là lớn. Nhưng nếu như mà bạn chỉ cần kiên trì đó, và làm quyết định và tập trung vào nó thôi ấy, thì bạn sẽ không sớm muộn, bạn sẽ thực hiện được nó thôi ạ. Đúng nào? Bao nhiêu bạn đã thực hiện, đã làm quyết định, đã thực hiện nó rồi ạ? Hãy like, share, comment phía dưới là tôi thích điều này. Hãy cho rất là nhiều dấu cộng nữa để thực hiện cái việc như này đi ạ. Thật sự là mình di chuyển sang bên kia chưa dễ dàng một chút nào cả. Nhưng cái việc hôm nay là quyết định rồi, mình phải thực hiện nó. Mình đã là quyết định rồi, mình phải thực hiện nó để là trải nghiệm được quá trình thực hiện này khi mà sang bên kia. Ok, bao nhiêu các bạn đã trải nghiệm điều này rồi? Wow, rất tuyệt vời. Oh my god. Wow. Ở đây chưa dễ để thực hiện cái điều này đâu nhỉ. Bao nhiêu cái điều còn đang kìm chế mình ở đây để thực hiện cái việc mà chúng ta đang diễn ra như này. Wow. Bao nhiêu bạn dám thực hiện cái việc như thế này để trải nghiệm mà đi bộ từ đây sang kia? Huy thì là Huy không đi bộ mà Huy sẽ lăn lăn xa bên đường, đúng không ạ?
Vâng. Tiểu Huy sẽ năn sang bên đường bên kia để là thể hiện cho cái việc mà dạ chúng ta sẽ thực hiện hóa cái việc của chúng ta. Wow. Vậy bao nhiêu các bạn thấy rằng sự trải nghiệm này chưa hề có thể dễ dàng với ai đấy đúng không? Wow. Bây giờ là đã 15 phút trôi qua. 15 phút trôi qua rồi. Việc mà để mà mình làm quyết định thực sự là nó chưa dễ dàng. Wow, mọi người đi bộ sang bên kia, một người còn thể hiện sự chạy và rất là nhanh. Huy thì mới thực hiện cái quá trình này đi từ đây sang bên kia ấy. Nếu mà đi cảm thấy rất dễ dàng thôi, có khi lại còn chậm nữa. Nhưng bây giờ mình thể hiện cái quá trình việc mình lăn qua đường. Rồi. Wow. Cái điều cản trở của bên mình vẫn còn. Thật sự là chưa dễ dàng. Thật sự dễ dàng từ đây sang bên kia để thực hiện nó. Wow. Vậy là thực hiện quá trình từ đây sang bên kia như thế nào ạ? Bao nhiêu bạn đã sẵn sàng để thực hiện nó đấy ạ? Hãy cùng tôi để thực hiện cái quá trình này, được chưa? Và bao nhiêu các bạn đã thực hiện cái quá trình này để thực hiện mình để hành động nó ạ? Vâng. Và bao nhiêu bạn đã đón nhận điều này? Hãy tập trung và tôi theo đường này, được chưa nào? Ok, 3, 2, 1, để chúng ta quá trình đường này để thực hiện nó, được chưa? Wow. Oh my god. Tôi chưa thực hiện. Bạn thấy chưa? Đây là một đoạn đường rất là nguy hiểm mà tôi đang định thực hiện cái quá trình để trải nghiệm quá trình này, nhưng thực sự là chưa dễ dàng. Đèn chưa xanh nhưng mà tôi định thực hiện nó, nhưng tôi vẫn đang rất là sợ hãi về cái việc thực hiện cái quá trình đi qua đường này. Đây là một trong cái trải nghiệm vẫn chưa dễ dàng lắm để chúng ta thực hiện. Rồi, bao nhiêu các bạn chuẩn bị chưa? Chuẩn bị để thực hiện điều này chưa? 30 giờ 3 phút nữa. 30 phút nữa. Chúng ta đang đèn xanh. Và hiện tại đèn xanh thì xe đang di chuyển. Vâng. Tôi đã có một chút gì đó nó nắng ở đây. Tôi đang có một điều gì đấy còn đang lo lắng. Có một điều gì đấy đang cản trở tôi để thực hiện quá trình này, để trải nghiệm nó. Ok, vậy thì tôi sẽ là quyết định điều này, được chưa? Đó. Ok, tôi sẽ thể hiện nó đi xuống đường bây giờ. Ai sẽ comment dưới để ủng hộ tôi. Bao nhiêu các bạn hiện chưa? Wow. Thực sự nè, tôi chưa dễ để có thể thực hiện điều này. Tôi chưa dễ để thực hiện điều này. Có thể là một số cái phương tiện giao thông làm cho tôi cản trở tôi. Và có một số các ngoại vật đang làm cản trở tôi. Và có thể làm ảnh hưởng đến cái việc mà tính mạng của tôi thì tôi cũng rất là sợ. Thôi nào. Nhưng mà để thực hiện nó thì mình phải tìm một cách nào đó để thực hiện cái việc như này, để nào hoàn thành cái việc chúng ta sẽ thực hiện.
đường giao thông ở đây nó không như ở các nơi khác, mà bây giờ lại về đêm nữa, cái việc mà giao thông nó không còn ổn định như ban ngày nữa. Nhưng thôi, tôi phải thực hiện nó, tôi phải trải nghiệm nó. Và trải nghiệm nó và đi lăn qua đường các bạn ạ. Wow, nỗi sợ hãi bên trong để làm sao để biến mất đây. Từ hành động để ra quyết định, hành động để thành công đúng nào, trải nghiệm để thành công, bứt phá để thành công đúng nào, để thực hiện nó bạn phải thay đổi chính mình và bạn thực hiện nó, bạn phải trải qua nó đúng nào. Cái nỗi sợ hãi của mình ấy nó sẽ ở bên trong mình. Và đây là một trong tuyến đường để xe anh đã bỏ. Tôi thực hiện nó, tôi làm được, tôi trải qua và tôi thực hiện nó, vượt qua và trải qua và thực hiện nó thôi. Hãy thực hiện nó và hãy hét lên nếu như mà bạn cần thiết đúng nào. Hãy trải qua nó, hãy vượt qua nó. Bạn phải thực sự là phải thay đổi. Bạn phải vượt qua kia là bạn thành công. Mình phải nghĩ rằng khi tôi bước qua kia là dạ tôi đến cái sự thành công. Tôi bước qua cái bên kia là tôi đón được cái sự thành công rồi. Và cái sự mà cản trở của mình nó là một bức tường rất là lớn. Một bức tường rất là lớn để trải qua ở đây. Và cái việc mà ngăn cản nó đang ở đây, tôi phải trải qua nó, tôi phải hiện thực hóa nó. Và bạn đã bao nhiêu phút để bạn có thể là thực hiện nó nào? Tôi đã cảm thấy cái điều gì đó nó đang thay đổi bên trong mình. Tôi có điều gì đó đang bên trong còn đang thay đổi. Tôi phải thực hiện nó. Tôi trải qua nó. Và tôi đạt được cái điều mà tôi cần. Và bên kia là sự thành công của tôi. Mọi bức tường sẽ được phá băng. Mọi bức tường phải được phá băng. Và bao nhiêu bạn đã thực hiện cái quá trình này, là cái quá trình đi bộ và cái quá trình mà trải qua cái con đường này. Và bạn phải lăn qua nó. Tôi không nghĩ là các bạn đi bộ là dễ dàng đúng không? Tôi nghĩ là các bạn chạy qua là dễ dàng. Mà các bạn phải lăn qua nó. Lăn qua cái con đường này. Wow. Và ở đây có hàng trăm con người đi lại. Họ sẽ nhìn vào mình. Và họ sẽ nhìn thấy mình. Vì là họ giống nhau. Và việc chúng ta làm ấy là khác cái gọn nào. Còn chưa làm bao giờ. Mọi con đường sẽ được khai thông. Họ không như thế này được. Và cách tôi làm ngày hôm nay ở đây có thể là nó sẽ làm cái việc mà giao thông của các bạn đi qua ấy nó sẽ thay đổi. Và việc mình thực hiện đây mình giúp cho chính mình thay đổi. Và mình đang thực hiện đây mình giúp cho một ai đấy đã nhìn nhận về cái con đường này.
và như cái cuộc đời này. Bạn chạy qua nó. Cái việc giao thông ấy nó chỉ là một cái cản trở nhỏ thôi. Như cuộc đời của mình ấy là mình phải chạy qua nó và mình phải đứng lên và mình vượt qua, mình trở nên thành công là do mình, người khác không thể thay đổi mình. Chỉ khi mình tự mình ra quyết định là mình thay đổi. Có hai điều mà mình không thể thay đổi được. Thứ nhất là mình không thể thay đổi thời gian sẽ không quay trở lại các bạn đâu. Thứ hai là bạn không thể thay đổi được bất kỳ ai cả, trừ khi nó dám ra quyết định họ thay đổi. Bạn ép họ chỉ một thời gian ngắn thôi, nhưng bạn không thể thay đổi được họ thời gian dài. Bạn vượt qua nó. Ở đây bây giờ không phải một người mà rất là nhiều người họ đang nhìn ở bạn. Có rất là nhiều người họ đang là đứng đấy để nhìn xem bạn đang làm gì ở đây. Và tôi càng đứng ở đây và tôi đang quay camera ở đây, và rất là nhiều người đang nhìn tôi, và rất là nhiều người đang trông chờ tôi để xem tôi làm gì. Và càng nhiều người nhìn tôi, càng nhiều người tập trung vào tôi, cái sự thành công của tôi càng nhiều hơn. Và cái điều đấy sẽ diễn ra với lại tôi, chứ không phải diễn ra với các bạn. Vì đây là sự trải nghiệm của riêng tôi. Nào, 26 phút đã trôi qua, 26 phút đã trôi qua và tôi vẫn đang đứng đây. Và chẳng có điều gì sẽ thay đổi gửi rồi tôi cả. Vì tôi đang qua quý ấy thì họ cũng chẳng thể làm thay đổi một ai cả. Và chỉ có tôi thực hiện cái việc như này, thực hiện cái việc trải nghiệm này để dành cho tôi. Tôi làm được. Các bạn đã làm được và tôi làm được. Tôi tin tôi làm được, đúng không? Tôi tin tôi làm được. Bạn làm được. Tôi làm được. Đây là một sự trải nghiệm rất đặc biệt. Và cái quá trình diễn ra trong cái chương trình nó sẽ cũng như thế này. Nếu như các bạn không thực hiện được cái việc như này thì bạn chưa tốt nghiệp được bài học. Bạn phải chạy qua nó, bạn phải thực hiện nó. Khi bạn thực hiện qua nó thì bạn sẽ có một cái bài học có cho riêng mình. Thì điều đó rất tuyệt vời. Và Huy đang đứng ở đây và rất là nhiều người đang nhìn. Có thể một cái điều gì đấy rất là lạ, đúng không? Có một điều gì rất là lạ ở đây. Huy tin rằng ý, sẽ có rất là nhiều người đứng để nhìn Huy nào. Ở đây như một trong cái chương trình Huy mặc bộ vest này như một người gọi là MC ấy nè. Và sự thể hiện nó Huy làm được. Huy sẽ thực hiện nó. Đây là sự trải nghiệm của riêng Huy. Đây là sự trải nghiệm của chính mình. Đấy. Để thực hiện việc này. Ơi. Còn điều gì đang cản trở các bạn đây? Thực hiện nó. Tôi biết rằng tôi càng ở đâu, tôi càng nhìn xung quanh xem mọi người nhìn cái gì. Mọi người càng nhìn tôi. Có thể tôi đang nhìn họ. Có thể họ không để ý đến tôi. Nhưng mà do tôi nhìn họ nhiều quá nên là ai cũng để ý đến tôi. Quyết định của bạn là gì?
đèn xanh thì mọi người đi, còn đèn đỏ thì các bạn xe xe dừng nè. Và việc của chúng ta ấy là chúng ta nè, còn việc người khác người mọi người nhìn, còn việc của chúng ta là chúng ta sẽ thực hành quá trình đó. Và chúng ta sẽ trải nghiệm nó. Các bạn phải thực hiện nó, các bạn phải tốt nghiệp bài học, các bạn phải tốt nghiệp bài học, các bạn thay đổi. Rất là nhiều người đánh đạo, họ nói rất là nhiều, họ cũng thực hiện nhiều, và có thể họ đạt được kết quả. Nhưng có những việc không phải là việc gì họ cũng làm được. Những việc gì mà họ làm được, tôi làm được. Việc gì họ không làm được, tôi làm được. Và chúng ta sẽ trải nghiệm quá trình mà đi săn đường thế này. Tôi làm được, đúng không? Để thay đổi chính bản thân của bạn. Và khi mà tất cả con người ở quanh đường này sẽ nhìn trực tiếp vào bạn, và nếu như mọi người đang nhìn vào bạn, họ đều có một cái ánh mắt và nhìn giống nhau. Họ sẽ nhìn với lại bạn như thế nào, thì đấy là sự phản chiếu về cái con người của họ. Và bạn hãy đừng để ý cái việc như vậy, và để ý vào chính cái việc mình đang làm, đúng nào? Và cái việc mình bạn ra quyết định, nó không thể là thay đổi đời của họ được. Và cái việc bạn ra quyết định nó thay đổi chính đời của bạn, và bạn phải trải qua nó. Và Huy làm được, các bạn làm được, đúng nào? Huy làm được, các bạn làm được, và Huy làm được, các bạn sẽ làm tốt hơn điều như vậy. Và các bạn hãy hành động, hãy thể hiện nó. Các bạn phải tốt nghiệp được bài học. Khi các bạn chưa tốt nghiệp được bài học ấy, chưa được gì diễn ra của bạn được đời đâu bạn. Và tôi tin bạn làm được, bạn hành động đó, ok. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong video tiếp theo, và bài học tiếp theo của hôm qua. Và Huy sẽ thực hiện hóa cái video này như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại. Yes. Chúc bạn luôn vui vẻ, can đảm, giàu có, vậy thì vượng nhé. Xin chào. Yes.